Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Alosa. Mình là Đức. Hiện tại thì mình đang có mặt cửa hàng hệ thống Hát Hòa Bình Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếu Cù, thành phố Tường An, tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay cũng là cuối tháng 8, bước sang giai đoạn tháng 9, thì Đức xin cập nhật lại mức giá cho các bạn tham khảo về mẫu xe Airblade 125 và 160 nha, đời 2025. Thì đối với cái mức giá thời điểm hiện tại thì cũng không có chênh lệch gì nhiều so với cái thời điểm trước đây. Thì đặc biệt thì đối với cái màu đen anh em, màu đen bạc mà phiên bản tiêu chuẩn của 125 hay là 160 đồ á, thì hiện tại đang bị gọi là anh em ưa chuộng quá nên là gần như bây giờ là đang bị khan hiếm hàng anh em. Đó, thì cũng có về hàng nhưng mà số lượng rất là ít hơn so với những màu sắc khác. Rồi mình sẽ cập nhật mức giá cho anh em là từ cái phiên bản 125 trước nha. Anh em mình mua tham phiên bản 125 đối với cái màu sắc đỏ là 44.200. Còn anh em mình mua cái phiên bản màu đen là 44.700 anh em nhé. Nó sẽ chênh lệch nhau 500.000. Rồi tiếp theo là cái phiên bản cao cấp như là cái màu bạc đen đỏ nha. Màu đen đỏ thì phiên bản cao cấp này hiện tại thì đang bán mức giá là 43.900. Còn ví dụ như anh em mình mua màu xanh đây, màu xanh đen vàng là 44.900. Rồi tiếp theo thì anh em mình mua cái phiên bản thể thao là cái chiếc màu xám xi măng phía sau, màu xám đen đỏ nha, là 45.200. Tất cả mà giá Đức báo cho các bạn đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm những khoản chi phí lăn bánh nha anh em. Rồi tiếp đến là cái phiên bản 160 màu tiêu chuẩn màu đen bạc như đầu video mình chia sẻ cho anh em á, là mức giá nó cao hơn so với cái phiên bản đặc biệt cao cấp luôn anh em, nó bằng với phiên bản đặc biệt á là 60.700 nha anh em. Màu đen bạc AB160 là 60.700. Còn cái phiên bản đặc biệt màu xanh đen vàng cũng là 60.700 luôn. Đấy. Rồi đối với cái phiên bản cao cấp màu bạc đen xanh á là 58.900 anh em nha. Và cuối cùng là cái phiên bản màu xám đen đỏ là 61.900. Tất cả mà giá Đức báo cho bạn đã bao gồm VT rồi nha, chưa bao gồm những khoản chi phí đăng bánh. Thì về nhìn chung về cái mức giá này thì nó không có chênh lệch gì nhiều so với cái video trước mà Đức đã báo cho các bạn. Còn hiện tại thì những cái màu sắc mà của AB125 và AB160 thì hệ thống Hát Hòa Bình Minh chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Miếu Cù thì gần như là có đầy đủ màu sắc cho anh em luôn. Còn đối với phiên bản 160 mà phiên bản tiêu chuẩn màu đen bạc á thì cũng có hàng nhưng mà tùy thời điểm anh em nha, nên là anh em nào mà thích cái màu sắc đó thì mình phải canh hàng trước, hoặc là anh em mình có thể là mình liên hệ với cửa hàng để mình đặt cọc trước, khi nào có xe về là giữ xe lại cho anh em mình nha. Thì đó là anh em nào mà đang ở khu vực Bình Dương thì có thể đến với hệ thống Hát Hòa Bình Minh chi nhánh số 4 để xem tham khảo chi tiết hơn. Và bây giờ thì mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ba chiếc này nha, chiếc màu bạc đen đỏ, màu xanh đen vàng cũng như là màu xám đen đỏ nha anh em. Thì ở đây thì do cái không gian nó hẹp nên là mình chỉ trưng ba màu sắc cho anh em mình tham khảo thôi. Còn những anh em mình mà muốn tham khảo những màu sắc khác thì bên cửa hàng vẫn có cho anh em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em trước cái màu bạc đen đỏ. Thì cái màu bạc đen đỏ này á thì đây là một trong những cái màu sắc mới của dòng AB125 và cái màu bạc đen xanh phiên bản cao cấp nha. Thì cách phối màu thì nhìn rất là hài hòa anh em, nó không có quá nổi nha. Đặc biệt thì ở đây nó có cái logo 125, logo nổi 3D luôn, nhìn rất là sang trọng trên cái nền bạc này ha, nhìn rất là đẹp luôn. Anh em có thể là xem từ cái góc ngang nè, xem tổng thể chiếc xe đó, một màu sắc nhìn rất là hài hòa anh em nha, nó không có quá nổi và nó không quá màu mè giống như cái phiên bản màu xám đen đỏ của thể thao. Thì ở đây mình sẽ có cái yếm bên hông này. Thì cái màu đỏ thì mình thấy nhiều anh em cũng dán anh em, một là anh em dán màu đen lên thì nhìn kiểu cứng xe hơn nữa. Còn nếu anh em mà thích nó nổi bật như thế này thì anh em để cái màu đen màu đỏ như thế này cũng được. Còn nếu mà anh em mình muốn cho nó kiểu nó cứng hơn tí thì anh em có thể là dán đề can đen lên ha, thì nó sẽ đỡ hơn, đỡ khỏi phải tháo ra thối vô hoặc là anh em phải mua mới đó. Còn phía sau thì nó cũng cái tem của nó là màu bạc luôn đây, nhìn rất là đẹp luôn anh em ha. Thì chiếc này thì cũng có lên cái ba ga bất yên, nhìn rất là gọn gàng. Đó, ba ga này sẽ có nhiều màu sắc cho anh em mình lựa chọn. Đây, mình đang xem cho anh em là cái màu bạc nha. Rồi, mặt nạ trước của chiếc màu bạc này đó là màu đen anh em nha, màu đen nhìn quá ok rồi. Còn anh em mình mà muốn cho nó màu đỏ luôn thì vẫn được nha anh em. Anh em cứ thay mặt nạ của cái phiên bản xám xi măng qua thôi. Đây, cơ bản nó thì nó cùng mã màu anh em nhé, nó cùng mã màu. Đấy, đây là cái màu xám xi măng của 160 anh em nhé.
160. Thì đối với 160 thì được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS luôn. Đây anh em xem nha. Nhưng mà cái điều đặc biệt của cái phiên bản này á, cái dòng cảm biến anh em nó sẽ tích hợp với cái thân đĩa luôn. Nó không giống như cái đời 150 trước đây anh em ha. Hay là 160 những cái dòng xe khác. Đây. Ok chưa anh em? Heo dầu Nitfin nè. Màu đỏ luôn, nhìn rất là nó bật nha. Rồi, trên tay có tem. Nói chung thì những cái tem này cũng có nhiều anh em hỏi mình là có lột ở dược hay không. Thì nếu mà anh em cảm thấy mà nó kiểu nó màu mèo quá thì anh em có thể vẫn lột ra được anh em nhé. Ví dụ tem Sporty này, anh em vẫn có thể lột ra được nè. Hoặc là cái tem sườn, cái tem yếm ở phía sau này. Đó, anh em không thích anh em lột ra vẫn được nha anh em. Tùy theo anh em mình thích chơi kiểu nào mình chơi cũng được. Rồi, còn như chiếc này là 125 phiên bản đặc biệt màu xanh đen vàng. Màu xanh đen vàng nha. À, 160 chứ anh em. Chiếc này 160. Đây. Đó. Nó cái logo nổi luôn, nó giống 125 nha anh em, nhìn nó sẽ đơn giản nha, đơn giản nhưng mà rất là tinh tế luôn. Rồi. Chiếc này thì heo của nó được lên với cái màu vàng nha, vàng đồng. Tuyệt vời. Phiên bản đặc biệt thì cái yên nó màu phối với màu nâu sô cô la với màu đen anh em nhé. Còn những phiên bản khác như là chiếc này là nó chỉ một màu là màu đen thôi. Hoặc là chiếc phiên bản thể thao bên này á. Đó, anh em xem nè, thì nó phối với màu xám xám cho một xíu với màu đen. Rồi, logo của phiên bản đặc biệt đó là màu vàng đồng. À, chỗ cái yếm này nè anh em. Chỗ này á, thì cũng có nhiều anh em là kiểu không thích. Đó, một số anh em đi cái phiên bản mới thì nó là cái màu vàng đồng đúng không? Nhưng mà anh em không thích anh em thay cái màu đen nhám vào thì vẫn được. Đó. Nhưng mà có một số anh em thì xe mặc định là màu đen nhám rồi mà vẫn thích lên cái màu vàng này. Nói chung là tùy theo anh em. Kiểu như là mình có sẵn mình không xài mà mình muốn mua xài những cái gì đó nó khác lạ hơn anh em. Đó là tùy theo cái sở thích của anh em thôi ha. Rồi. Cốp xe thì quá rộng rãi rồi, không còn gì để mình chê nữa. Cộng sạc USB, đèn soi cốp xe. Đó. Đây, dụng cụ thì đối với cái đề mới này thì giờ chỉ có cho anh em một cái cây cờ lê 12, cờ lê 14. 14 này là để mở cái kính nè anh em. Đó. Rồi. Và những sách hướng dẫn này kia thôi. Phía khẩu sát này nọ thôi. À, bình điện thì trong cấp xe anh em nha. Bình điện thì bình ắc quy thì được thiết kế nằm ngay vị trí này. Đó, so với cái đời trước á thì cái bình ắc quy nó sẽ nằm ở mặt nạ anh em nha. Những đời trước thì nằm ở mặt nạ nha. À. Rồi. 125 thì là cái mẫu nó sẽ ngắn hơn. À, nhìn nó kiểu nó không có cứng cáp lắm. Còn anh em xem mẫu 160, đây là cái màu nâu khói anh em nha. Màu nâu khói thì nó cao hơn, nhìn tới xe mình sẽ cứng cáp hơn, nhìn nó vững chãi hơn. Đó, hoặc là cái màu xám xi măng này nha, màu xám xi măng này thì nó là cái màu đen luôn nha. Cái mẫu nó sẽ là màu đen. Mặt nạ nè, mặc định của nó là màu đỏ anh em. Màu đỏ nhưng mà cũng có nhiều anh em thay bằng màu đen bóng hoặc là màu xám xi măng như thế này luôn cũng được nha. Đó, thì những anh em nào mà thích thay như vậy á, mà muốn mua đồ hãng chính hãng luôn á thì anh em có thể là link ở phần mô tả sẽ có đường link Shopee cho anh em để anh em mình mua cái mặt nạ chính hãng này để về mình thay anh em nha. Một là thay màu đen bóng, hai là mình thay màu xám xi măng luôn ha. Tùy anh em mình phối màu theo kiểu nào thôi. Rồi, nói chung tổng thể thì đối với cái mẫu xe AB 125 và 160 đời 2025 này thì có rất là nhiều màu sắc cho anh em mình tha hồ lựa chọn luôn. Nên là những anh em nào mà đang có dự định mua mẫu xe AB 125 hoặc là 160 vào các thời điểm này để sau này mình đi chi Tết á, thì ngay từ bây giờ anh em vẫn có thể mua được rồi nha. Có một cái chi tiết mình muốn chia sẻ đến cho anh em á, thì đối với các phiên bản 125 màu xanh đen vàng này ha, có thông tin gọi gỉ là sẽ không còn sản xuất nữa, nhưng thay thế vào đó là sản xuất lại cái màu xanh đen vàng anh em nhé. Sẽ sản xuất lại màu xanh đen vàng vào các thời điểm cuối tháng 8 bước sang vào tháng 9 này nha anh em nhé. Thì đó là một cái thông tin thời gian vừa qua anh em cũng đã nắm được rồi. Tại vì cơ bản là cái màu đen vàng đồng anh em, đen vàng đồng là đã quá quen thuộc so với cái đời 125 rồi. Nên là anh em mình kiểu như là sang cái đời mới này á, Honda đã bỏ đi cái màu sắc đó thì kiểu như là nhiều anh em cũng đang
tìm kiếm màu sắc đó. Chính vì thế thì Honda họ thấy là nhu cầu của khách hàng còn cao nên là Honda cũng quyết định là sản xuất màu sắc đó trở lại và thay thế cho cái màu xanh đen vàng này. Ok cho anh em, bây giờ là 125 phiên bản 2025 phiên bản đặc biệt nha. Thì màu xanh đen vàng thì không còn sản xuất nữa, sản xuất quay trở lại là màu đen vàng đồng nha anh em. Nãy giờ thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em về ba màu sắc này cũng như là về mức giá cho anh em mình tham khảo luôn. Thì nãy mình cũng có chia sẻ cho anh em một cái thông tin là đối với mà cái phiên bản đặc biệt của 125 đời 2025 á, thì màu đen vàng đồng sẽ quay trở lại nha anh em, sẽ quay trở lại. Có thể đây là một cái tin vui dành cho anh em nào mà thích cái màu màu đen nha. Tại vì đối với những cái đời trước đây á, phiên bản 125 á, nó đã có màu đen cắt từ mấy đời rồi. Nên là bây giờ tự nhiên mà sang cái đời 2025 Honda Việt Nam họ bỏ đi cái màu sắc đó, thay thế cái màu sắc giống như màu sắc 160, thì nhiều anh em cũng kiểu là hơi thất vọng một xíu đó. Chính vì thế thì Honda xét thấy thì nhu cầu của khách hàng còn cao nha, nên là Honda quyết định là bỏ cái màu xanh đen vàng này trên 125 và thay thế vào đó là màu đen vàng đồng đó. Thì dự kiến là có thể là cuối tháng 8 và hoặc là bước sang vào tháng 9 thì sẽ có hàng cho anh em. Thôi, anh em mình có thắc mắc gì hay là anh em có cần câu hỏi nào thì anh em hãy comment phía bên dưới nha. Hoặc là những anh em nào muốn tham khảo về mẫu phụ kiện cho mẫu xe AB này, ví dụ như là ba gác bất yên hoặc là miếng dán bảo vệ mà đồng hồ, hoặc là những cái mặt nạ hay là mão gì đó, thì anh em click vào phần mô tả sẽ có đường link Shopee cho anh em mình tham khảo nha. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhiều thông tin về xe máy nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.